Theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa vào 2 trường trong đợt 1 và 3 trường trong các đợt bổ sung, tối đa 2 nguyện vọng vào mỗi trường và không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Với quy định mới này, thí sinh được quyền chọn trường rộng rãi hơn so với kỳ tuyển sinh năm 2015, nhưng hiện tượng trúng tuyển ảo sẽ tái diễn. Khi xét tuyển theo nhóm, thì các trường sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu chung của thí sinh đã đăng ký vào nhóm để xét tuyển. Những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tuyển vào các nguyện vọng tiếp theo, do đó mức độ ảo sẽ giảm đi rất nhiều. Với cái việc này thì chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ giảm được cái nguyện vọng ảo. Tại vì có thứ tự ưu tiên mà xét nếu đỗ nguyện vọng 1 thì thôi, còn nếu không sẽ xét cái nguyện vọng thứ 2 và tiếp tục như vậy thì nó sẽ không có thí sinh ảo. Đề án tuyển sinh theo nhóm trường do Trường Đại học Bách Khoa chủ trì nhằm xây dựng một phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia với sự tham gia của một số trường đại học. Phương thức xét tuyển chung không chỉ nhằm giảm thiểu hiện tượng trúng tuyển ảo cho các trường mà còn tăng quyền lợi cho thí sinh, bởi thí sinh có thể đăng ký tới 4 trường và 4 ngành đào tạo trong nhóm thay vì chỉ được đăng ký 2 trường ngoài nhóm. Thì đến giờ phút này thì đây cũng là những cái trường mà có uy tín và có danh tiếng. Hầu hết các trường tham gia đều là những trường nằm ở trong cái top đầu của khu vực Hà Nội. Với cái đề án này thì do cái sự lựa chọn của thí sinh là được rộng hơn. Thí sinh có thể lựa chọn một cái ngành mà mình ưa thích và có khả năng trúng tuyển vào một trong các trường của nhóm. Nó khác với các thí sinh nằm ở ngoài cái đề án. Phương án tuyển sinh theo nhóm có thể sẽ giúp cho các trường top giữa và top dưới có nguồn tuyển dồi dào hơn. Nhưng nhiều ý kiến băn khoăn điều chất lượng các trường có được đảm bảo khi cùng tuyến với các trường top trên. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, do đây là năm đầu tiên phương thức tuyển sinh nhóm được triển khai, nên các trường phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới thí sinh và phụ huynh. Đồng thời, phải thống nhất về phương thức quản lý dữ liệu giữa các trường với nhau, tránh phức tạp cho thí sinh. Về kỹ thuật thì tôi nói là cái quan trọng nhất là vấn đề cái dữ liệu nó phải thống nhất, phải chuẩn xác ở các trường, không để xảy ra cái chuyện là mỗi một trường có một cái mẫu, tức là cái cơ sở liệu nó không thống nhất với nhau. Trong trường này những trường chạm vào những trường rất lớn và số lượng sinh tham gia nhiều, và chúng ta truyền thông phải làm tốt cái chuyện này để học sinh không nhầm lẫn được. Và chúng tôi cũng đã nói qua kể cả thiết kế cái giao diện của cái phần mình xét tuyển online thì chúng tôi cũng phải tính toán làm sao để cho có cái thành phần ở trường này vào để học sinh không nhầm lẫn được. Theo quy định của nhóm tuyển sinh chung, ngoài việc đăng ký vào trường trong nhóm, thì thí sinh cũng có thể đăng ký thêm một trường ngoài nhóm. Tuy nhiên, nếu thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung, thì không được đăng ký vào các trường ngoài nhóm. Bánh canh cua là món ăn xuất phát từ Sài Gòn. Và vài năm trở lại đây, món ăn này đã trở nên quen thuộc với thực khách tại thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Sự nóng hổi thơm ngon cùng vị cay bùi trong những gia vị đặc trưng đến từ bột, từ tôm cua, nấm và nhiều phụ gia khác đã làm nên một hương vị đậm đà khó quên. Du khách đến với Đà Lạt không thể nào bỏ qua món ăn vừa dân dã, vừa gần gũi và khó quên này.